Mến chào các bạn, thường những ngày cuối thường ở chợ tôi hay gặp một bác gái người Việt Nam, bác này cũng khoảng 80-85 tuổi gì đó. Thì ngày xưa bác làm ở chợ và nay đã nghỉ hưu hơn 20 năm. Thì sau khi đi nhà thờ về, vào ngày Chủ nhật bác hay ghé chợ để gặp bạn bè hay là mua vài món đồ gì đó để về nấu ăn. À, bác luôn mặc áo dài, trông rất là xinh. Thì bác đã lớn tuổi nhưng mà bác vẫn còn tự lái xe được và không có sống cùng với con cái của mình. À, bác luôn nói rằng bác không có thích nhờ giả bọn chúng, tại vì bọn chúng đã lớn và có cuộc sống riêng của chúng, cho nên không thể nhờ giả hoài được. À, thì khi tôi gặp bác, tôi hay hỏi bác rằng bác có khỏe không? thì bác ấy luôn trả lời rằng cảm ơn Chúa, bác rất là khỏe. À, bác cũng luôn nói rằng à, bác luôn à, giúp đỡ mọi người nếu như có thể và thương yêu mọi người, à, coi ai cũng như là người gia đình của mình à, chắc. có vì thế mà Chúa đã uh, cho bác một sức khỏe như vậy để còn có thể đi nhà thờ và còn có thể uh, ăn mặc đẹp để đi nhà thờ. Uh, bác cũng đã nói là cần kiếm đâu xa cái uh, thiên đường, uh, thiên đường như bác thấy là ở tại đây. Uh, nếu như bác khỏe, ăn được, uh, còn có thể mặc áo đẹp được, đây là thiên đường của bác rồi, đâu cần kiếm thiên đường đâu xa. À, không chắc chi mà mấy ông cha, mấy ông thầy à, Có thể đến thiên đường được à, Thiên đường của bác là tại đây đây à, Bác đâu cần kiếm đâu đâu xa Vì thế có thể nói rằng Nếu như một ai đó mà có một cuộc sống khỏe mạnh, vui tươi Không có lo lắng chuyện gì Thì là mình đã có thiên đường rồi Cần chi mà phải kiếm đâu xa Và lại thiên đường là gì, ai mà biết Nếu như mà mình khỏe mạnh, vui tươi Thì thiên đường là đây à, Xin chia sẻ chúc các bạn một ngày an lành mến chào